Đây, chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Zalo mà trong khi mình không có số điện thoại, không có SIM. Này nó ứng dụng rất là tốt. Ví dụ như bạn sử dụng cái số ảo này, bạn sử dụng trên smartphone mà người nào cướp được máy điện thoại của bạn và ấn lấy tính năng quên mật khẩu của Zalo ấy thì cũng không thể lấy được cái mật mã, vì là này nó sẽ gửi vào mail. Thì để tạo được một cái số điện thoại ảo ấy thì các bạn phải vào trang TechNow này, trang này các bạn, nó cho phép các bạn tạo một số điện thoại ảo thông qua Gmail, tài khoản Facebook thì tốt nhất là dùng Gmail. Đây, cái cách tạo của nó thì rất là dễ, các bạn vào trang TechNow nhá. Rồi thì bây giờ tôi đã tạo được một số điện thoại là 740 470 2193 đây. Đấy. Bây giờ tôi vào Zalo, tôi sẽ đăng ký cho các bạn xem nhá. Đây là số điện thoại của Mỹ. Đây, chọn điện thoại này là số của United States đây. Đây làm được rất là nhiều việc, có thể đi nhắn tin khủng bố mà không thể truy xuất được cái đầu số điện thoại được. Nhưng mà này thì cơ quan công an họ vẫn điều tra thôi, nhưng mà làm những cái mục đích nha, dân sự thì vẫn tốt. À, số điện thoại là 740 này, 470 này, 2193. Đăng ký xác nhận này. Đấy, nó sẽ thực hiện cuộc gọi đến này. Đấy, các bạn nhìn thấy TechNow nó đã báo về cho Zalo chúng ta là 267045 là mã kích hoạt đây này. Đấy, nhà tôi sẽ nhập vào đây 2 này, 09 này, 813 này. Ở đâu nhỉ, nhầm, 26267045. Đấy, xác nhận nhá. Rồi, ok. Thế là các bạn đã có một tài khoản Zalo rồi. Bạn đem mấy tài khoản này đi nhắn tin rồi khủng bố hoặc nhắn tin cho dai hoặc cho gái tùy. Khi mà bị giật điện thoại ấy, mà có lấy được cái số điện thoại này về ấy, mà báo quên mật khẩu thì nó sẽ gửi vào mail. Đấy, nó sẽ gửi vào tài khoản TechNow này, chứ nó không gửi vào cái số điện thoại trên SIM vật lý ở trên máy. Vì thế các bạn thể yên tâm để sử dụng này vào các mục đích xấu. Giống như tôi chọn là ngày 1 đi, tôi chọn năm 1970 cho nó ok. Tôi cập nhật đây, tên này, nhập tên là chuyên gia đây. À, cập nhật xong đó, thế bây giờ tôi sẽ sử dụng Zalo đây, đồng ý. Đây, tôi sẽ sử dụng Zalo nhá. Đây, tài khoản của tôi sẽ là đây, tôi sẽ chỉnh lại cái cài đặt ở đây. Cài đặt đây tôi chỉnh là đây. Đây là chuyên gia đây, tôi chỉnh sửa thông tin này. Đấy, số điện thoại cập nhật rồi, ok. Đấy, các bạn nhớ cái số điện thoại của các bạn nhé, nó sẽ là 1740 470 2193 đây. Nhưng máy của tôi bị treo rồi. Đây rồi. Đó, xong các bạn vào phần đổi mật khẩu của nó đi xem nào. Đây, cài đặt này, mật khẩu ơi, cấu hình này, tiện ích này, tin nhắn này, thiết bị này. Đây, cấu hình vô xì cái này từ từ đã, tôi dò, vì tôi cái này các bạn sử dụng ở trên trên này nó sẽ tốt hơn. Chỉnh sửa thông tin này, chỉnh sửa thông tin rồi, ok, cập nhật, chỉnh sửa chuyên gia rồi, cập nhật rồi, ok. Này tôi chưa nhớ cách đổi mật khẩu đâu. Về tôi tìm một bạn ở trên
Facebook đây, các bạn có thể tìm được. Tôi ghi ra giấy nhé, này tôi ghi ra giấy xem. 174 174 này, 04 404 này, 174 này, 047 02193 đây. Đấy, các bạn phải nhớ này vào. Đấy, tôi chỉnh sửa thông tin này rồi cập nhật xong này, trong nữa là sẽ yêu cầu đặt password lại thôi, nếu mà dùng trên điện thoại thì nó sẽ dễ hơn. Đấy. Đấy. Công cụ ngôn ngữ đây, cài đặt xem cài đặt gì, mật khẩu đây. Tin nhắn tiện ích, cái này trong nữa nó sẽ báo với mật khẩu của mình. Đấy. Rồi rồi bây giờ tôi sẽ thoát cái tài khoản này ra nhé, tôi sẽ out của Zalo đây, tôi đăng xuất từ Zalo ra, đăng xuất. Đó, bây giờ tôi sẽ, khi bạn đăng xuất nó sẽ yêu cầu mật khẩu này, tôi sẽ làm mật khẩu là bí mật thôi, tôi sẽ đấy. Đấy, rồi bây giờ là khi mà đăng nhập đấy thì nó sẽ, các bạn số điện thoại đây để tôi đăng nhập một tài khoản khác đi nhá. Có thì các bạn nhập cái đầu của các bạn, đó là Mỹ rồi, là Dương một rồi, một đây, enter Mỹ thì các bạn phải chọn, lúc đó sẽ chọn là tài khoản của Mỹ, United States đây, bạn gõ chữ U ở đây, bạn số của bạn là 174 047 02193. Ok, mật khẩu tôi nhập mật khẩu của tôi vào nhé, mã xác định là EFNI7. EFNI7 đăng nhập với mật khẩu ấy là nó sẽ vào. Bây tôi thử tìm một lấy bừa một số đứa nào trên mạng á, 098 này, 2456 này, 876 này, tôi search thêm ra. Đó, bạn tôi nhìn tìm được một thằng này này, có thể nhắn tin được các thứ ở đây. Thế là tốt rồi đây. Thế là tài khoản Zalo này của các bạn đã chạy tốt mà không cần phải có SIM. Đó, và các bạn khi mà bị ai cướp điện thoại mà báo mật khẩu gửi về SIM của bạn đang lắp trên điện thoại, chắc chắn là nó sẽ không gửi về, vì đấy không phải là SIM vật lý mà là SIM ảo. Đây, thì khi mà các bạn quên mật khẩu ấy, hoặc là bị thằng nào nó báo ấy, nó báo quên mật khẩu ấy, thì các bạn sẽ, nó sẽ gửi về cái tài khoản TechNow cho các bạn. Đấy, bên trên là tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng tạo SIM ảo để làm những cái việc xấu có tốt có, việc xấu có tốt có để sử dụng Zalo. Thì các bạn ứng dụng vào việc nào các bạn sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn trên chỉ clip hướng dẫn. Chúc các bạn thành công.